Lúc này thì câu hỏi của chúng ta các lần hiệp 1 của hai đội bóng cũng đã chính thức được bắt đầu. Tám. Người chơi thấp cho đội hình nguy hiểm. Có cơ hội cho các cầu thủ của Gia Huy. Đây rồi, dứt điểm. Goal! Chính tình huống chạm bóng bước 1 của Quân Torres đã khiến cho thủ thành của Nhật Tình bị bất ngờ. Tỷ số 1-0 cho các cầu thủ của Gia Huy. Cuối cùng thì chân sút số 7 tiền đạo đá cao nhất của cũng là đơn chuyện và cũng không có bất ngờ nào xảy ra khi mà đội bóng có quá nhiều sức ép từ đầu trận đấu lúc này đã mở tỷ số. Chỉ có một vấn đề, đó là phải cần nhiều thời gian hơn mà thôi. Rất đáng tiếc là nhịp bóng trước đó đã khiến cho Thành Khôi bị bất ngờ và anh ngả người không thành. Dứt điểm! 1-0! Ngay sau khi có bàn thắng cho FC Gia Huy thì Nhật Tình cũng lên tiếng. Có vẻ như đó là đội trưởng số 24 Nước Vắt. Chúng ta cũng theo dõi lại bàn thắng rất đẹp này. Tình huống đưa bóng lên cánh trái và sau đó là một cú dứt điểm từ xa. Nó đủ độ khó để khiến cho thủ thành của Gia Huy cũng phải vào lưới nhận bóng ngay khi bóng vừa được trao trở lại với tình huống ghi bàn. Chắc chưa đỡ Hữu Phát, vẫn bóng tiếc của Hữu Phát đánh cẩn trọng. Nhật Tình để mất bóng nguy hiểm và phải nhận bàn thua thứ hai. Quá tiếc cho các cầu thủ của FC Nhật Tình khi chính họ làm khó mình. Và mất bóng của đội trưởng Hữu Phát và khiến cho phải trả giá bằng bàn thua và người được ghi bàn đó là số 28 Minh Kha. Sự chất chiêu của một trong những cầu thủ chơi vị trí hậu vệ phải. Một cú đá tầm thấp. Có vẻ như hệ thống phòng ngự của họ có xuất hiện hay không? Nguy hiểm! Sai lầm của Thu Thành Khôi. Và bóng mở tầm thấp, Thu Thành Khôi đã để bóng tuột qua khỏi tầm kiểm soát của mình. Và Thành An là người băng vào trước thời cơ, nâng tỷ số đến 3-1 cho các cầu thủ Gia Huy. Có sự may mắn ở trong ít nhất 2 trong số 3 bàn thắng của các thủ viên bên Gia Huy thì họ chất lượng rất tốt. Một minh chứng cho thấy là hệ thống tấn công của họ vẫn luôn có sự tỉnh táo và tập trung rất cao. Amat vẫn còn phát Amat chuyển rất tay nguy hiểm. Thực tế thì số 7 Quân Thế đấy chỉ là một động tác giả mà thôi. Một tình huống rất tinh quái của số 8 phát Amat. Được tỷ số lên là 4-1 cho các thủ giao đi. Sự nhịp nhàng của Quinteres và Van Lambert đã tạo ra một bàn thắng rất đẹp cho các thủ của Gia Huy. Một tình huống vỉa má ngoài. Có cảm giác như đó là một tình huống vỉa má ngoài. Đồng đội Quinteres chỉ là băng vào và sau đó cắt quả xà bóng sang biên phải của Đức Anh. Quân Phạm. Quân Phạm rất tự tin. Đi chưa có quả chống nhiều, Quân Phạm quyết định solo. Quân Phạm qua người. Điểm 10 chất lượng cho ba ghi bàn vừa rồi của số 10 Quân Phạm. Tỷ số rút ngắn còn 2-4 cho các thủ chủ nhà. Các thủ FC Nhật Tình. Một pha solo từ khu vực giữa sân và sân nhà của Quân Phạm qua được hai cầu thủ tiền vệ đánh chặn. Trước khi vượt qua được hai hậu vệ, dạt bóng vào trung lộ và chân trái. Bóng tầm thấp và khiến cho thủ thành Văn Thành phải vào lưới nhận bóng với cú đá hiểm hóc. Quân Phạm vẫn còn là số 10. Cú đá chân phải. Cú đúp của Quân Phạm giúp cho các thủ Nhật Tình rút ngắn khoảng cách 3-4. Chân trái và bây giờ là chân phải. Thuận cả hai chân cho chân sút số 10. Ghi bàn bằng cả hai chân ở trận đấu này. Nhưng so với cú đá chân trái thì vừa rồi không phải là một cú đá quá lực. Nhưng độ xoáy và độ nguy hiểm cao. Và thậm chí là bóng đá chuyển hướng với tình huống có vẻ như chạm vào lưng của một cầu thủ bên phía Gia Huy khiến cho Văn Thành nhòi người hết tầm với nhưng vẫn không thể cứu thua. Rất là nót, cơ hội
penalty. Sẽ có penalty cho các cầu thủ nhiệt tình. Và bóng mà Đạt Nguyễn đã xử lý suýt chút nữa có cơ hội ghi bàn. Nhưng đó lại là can thiệp lỗi buộc lỗi của các cầu thủ hệ thống phòng ngự Giao Y. Không phải như vậy, Đạt Nguyễn mới là người thực hiện quả đá penalty cho các cầu thủ của nhiệt tình và tỷ số được cân bằng là 4 đều. Bây giờ thì đã có được bàn thắng sang bằng tỷ số cho các cầu thủ của hai đội. Ghi hai bàn thắng liên tiếp ở trong hiệp đấu này. Đó là điều mà các cầu thủ của nhiệt tình đã tạo ra. Nguy hiểm quá, lỗi rất rõ của Thành Trung và sẽ có nhận thẻ. Thành An đã thoát xuống và như vậy là thẻ đỏ cho số 6. Đó là pha bóng của số 6, anh đã phải nhận thẻ và đúng là vui vẻ dưới sân. Trận đấu của Thành Trung kết thúc sớm và trước mắt sẽ là phát làm bát và Thành An. Phát làm phát chính xác. Tỷ số là 5-4 cho các cầu thủ của Giao Y. Phát làm phát thực hiện một tình huống đá phạt có đường cong cực kỳ tốt. Dù là một hàng rào ba cầu thủ nhưng ở tình huống này rất khó để có thể can thiệp. Cú đá quá hay của phát làm phát. Thành bóng đã ghé chạm vào vị trí đội trưởng cú phát. Quân Phạm đánh đầu rất tinh tế cơ hội. Lần này là 2-2. Đánh đầu cơ vào. Cơ hội ngon ăn, mời ăn nhưng vẫn chưa có bàn thắng thêm cho các cầu thủ nhiệt tình. Rất đáng tiếc. Trước đó thì số 10 của các cầu thủ nhiệt tình đã bị bắt bài và anh thực hiện ngay một đường chuyền. Khả văn từ trên kia thực hiện hỏng. Rồi đánh đầu chạm sang ngang, rồi cũng cả tình huống nữa mà số 9 Bảo Ý lại có cơ hội giữ điểm lần này. Nhưng cả một cú đá ngay rất táo bạo cho các cầu thủ của Giao Y. Tỷ số là 6-4 cho các cầu thủ Giao Y và đó là tình huống ghi bàn của Minh Kha. Cú đúp thứ hai cho đội của trận đấu ngày hôm nay. Và cú đúp thứ ba của trận đấu, một cú đá nối bắt vô lề bóng sống rất này của Minh Kha đến từ quả đá phạt góc. Thậm chí là với tình huống dứt điểm vừa rồi, Minh Hà trước đó còn đứng xoay lưng lại. Xoay lưng lại trách gần 45 độ với khung thành của thủ thành Khôi. Như vậy lúc này thì trọng tài tôi coi để khép lại trận đấu giao hữu của các thủ nhiệt tình và FC Giao Y. Không có bất ngờ nào xảy ra dù ở khoảng giữa thời gian của số này, các thủ nhiệt tình đã làm tốt. Chiến thắng chung cuộc cho các thủ Giao Y với tỷ số 6-4. Cảm ơn hai đội bóng bàn đến trận đấu này và cảm ơn quý vị khán giả quan tâm theo dõi. Tôi sẽ còn gặp lại nhau trong những diễn biến vào ngày mai. Còn bây giờ tôi đã nhận và anh em ekip xin chào và hẹn gặp lại.